Vâng, xin gửi lời chào đến toàn thể quý anh, quý chị đang xem kênh của em Trường. Hôm nay em Trường sẽ mang lại cho nhà mình một con cọp Tây Nguyên còn sót lại nha. Đây là một con cọp, xin nhắc lại nè, một con cọp Tây Nguyên nha. Vì em xin thông tin về mẫu xe này trước mặt quý cô bác anh chị, cô bác là mẫu Innova đời 2012. Quý cô bác lưu ý nè, đời tới đời cuối 2012 Innova sẽ chuyển giao qua form này, và từ lúc này Innova G không còn sản xuất phiên bản số sàn nữa mà sẽ chuyển qua là phiên bản E. Đó, đây là chiếc xe chuyển giao form mới đầu tiên là phiên bản E, là mẫu 2012 qua form này. Và mẫu xe Innova 2012 biển kiểm soát 47A28129 này, xe đã trải qua hai đời chủ. Đời chủ đầu tiên là ở Bình Dương, mua tại Toyota Bình Dương, và đời chủ thứ hai là bán về thành Đắk Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột. Thì xe trang bị động cơ số sàn màu ghi vàng đó. Cọp, tại sao cọp? Thì em xin mời tất cả quý bác cùng em theo chân em đi vào vòng quanh xe và vào chi tiết để biết được như thế nào. Đối với mẫu xe này, em xin cam kết thứ nhất là 100% keo chỉ zin còn đủ. Cái thứ hai, xe chưa một giờ phút giây dịch vụ gia đình nào, chỉ chạy gia đình thôi. Và cái thứ ba là máy móc rin 100% bao chích tết hãng toàn quốc hay gara tùy theo yêu cầu của nhà mình. Và cái thứ tư là nắp dàn cò zin chưa dán lại luôn nha. Nắp dàn cò mẫu này là zin theo xe luôn, chưa dán lại. Quý khách hàng nào mà đến xem xe phát hiện một trong bốn cái điều trên không phải, bên em gửi ngay 20 triệu tiền mặt cho nhà mình cầm về. Rồi, em xin mời quý cô bác cùng em đi một vòng quanh xe Innova 2 đầu 2012. Đó, màu ghi vàng, xe chính chủ, chuẩn men, một con cọp của Tây Nguyên đang xuống núi và đang có mặt tại Dĩ An, Bình Dương. Quý khách hàng nào mà đam mê dòng Toyota thì lấy chiếc này về, miễn bàn, bao thầy tợ tới chết tết thoải mái, 72 cực kỳ do lầm là tới là thoải mái luôn, bên em chắc hết. Thấy chưa, màu ghi vàng, chuẩn gia đình. Chủ nhân của chiếc xe này là một đôi vợ chồng trung niên, nhà cũng có điều khá là điều kiện, là bán quán cà phê, xe đỡ không thôi, không sử dụng. Và bây giờ có tuổi rồi, người ta đổ qua số tự động. Hôm trước thằng của em đi mua đã quay lên kênh rồi. Đó, mua tại nhà luôn, chuẩn luôn, vô trong nhà lôi trong nhà ra luôn. Đó, bán quán cà phê, không có chạy thời gian đâu mà chạy. Đó, đỡ quanh năm suốt tháng thôi. Và bây giờ dùng con cái cũng lớn tuổi rồi, có gia đình rồi, cũng nên đổi xe qua số động để cho nó nhàn. Đấy. Màu ghi vàng 2012 zin từng cm, zin theo xe hết. Đặc biệt là cặp đèn, quý khách hàng thấy không? Nó hơi màu ố ngà vàng vậy thôi, nhưng thực sự là đèn zin đó quý cô bác anh chị à. Đấy, những cái đèn mà sáng trưng là người ta thay rồi đấy. Đây đèn zin đây này. Rồi, cụm đèn đây là cụm đèn, đây là đèn gầm. Cái này là bắt thêm nè. Mua xe từ mới trong hãng là không có nha, em khẳng định luôn. Đấy, một con xe mà bên em cam kết thì quý khách hàng yên tâm. Rồi, điều đặc biệt là xe này là xe nhà giàu, họ thay một lần là 5 cái lớp mới tinh, một thay một lần một nha, rất là đều nhau. 5 quả lớp thì còn trên 90%. Đây, lớp nè. Đấy, thấy chưa, 5 quả lớp còn trên 90%. Gai gió vẫn còn luôn. Thông số lớp đây, 205-65-R15. Đấy, gai gió đâu còn đầy đủ hết. Và xe này là chưa có một giọt dặm giọt sơn nào vô đây. Đây gầm bởi của xe. Đấy, thấy chưa, quý khách hàng còn là em tẩy rửa ra cho nhà mình luôn. Đó, em sẽ cho cho mình coi chất mọc của xe nè. Thấy chưa, đẹp chưa, không có. Và xe này là ở trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột nha, cho nên là chạy đường bằng, không có đèo dốc gì hết luôn. Đấy, cái này là đồ chơi người ta thêm vào. Xi nhan gương, đấy, gương Toyota, đây, tay nắm cửa mẹ chrome, đó, rồi, đây, keo sùng chỉ của xe nè, em cam kết nè, đấy, em xin cam kết là keo sùng chỉ của xe còn zin 100%, không đứt nối nha. Quý khách hàng nào mà lên phát hiện chỗ nào đâm ve đứt nối là em sẽ dán ngay, đứt một đoạn là dán ngay 10 triệu vào, đấy, cho nó nhanh luôn. Nhà mình khỏi tốn công, mà quý khách hàng này muốn kiếm tiền thì cứ tới cửa hàng em. Đấy, thoải mái luôn. Gai văn của xe nè, thấy chưa, gai văn của xe nè, chuẩn men chưa, chuẩn men một con cọp Tây Nguyên chưa. Tay cửa mẹ chrome nè,
nó bóng loáng luôn, không một vết xước. Đấy. Đời 2012 thì xe chỉ trang bị một túi khí thôi, không có hai túi khí nha. Đây, đời 2012 thì xe chỉ trang bị một túi khí bên vô lăng. Đấy, xe đủ hai chìa khóa zin theo xe, tổng cộng là có 3 chìa, một chìa sắt, hai chìa khiển. Đây, đủ hết, không thiếu cái gì. Đầu CD Toyota, mua mới tới bây giờ luôn. Đó, nè, thấy chưa, củ số zin. Đấy, tay thắng nè. Đó, bệ tì tay nè. Sấy gương nè. Đó. Ghế Innova. Đó, ghế này là bùi da, nhìn rất là mát mẻ nè. Nè, chốt cửa nè, chưa hen rỉ luôn, ăn lâu chùi cả ngày luôn. Cộng ron rin nè, chưa, gọi là chưa rách luôn. Đó. Ốc nè, quý anh thấy không? Ốc nè, chưa mở nè. Bản lề Toyota nè, thấy chưa? Em quay cận cảnh luôn. Đúng một con cọp của Tây Nguyên cho quý vị. Xe này mà quý khách hàng không cần phải coi nữa rồi. Đúng luôn, giá nó cực kỳ êm luôn. Đúng chất một con cọp luôn. Quý khách hàng nào cần cọp thì cứ alo cho em ngay. Sơn không lem không luốc nè. Đây là chốt trẻ em nè. Đó, tem còn nè, ốc nè. Thấy chưa? Chuẩn một con cọp Tây Nguyên chưa? Ốc ghế nè. Ốc ghế nè, tay cửa nè. Còn cao su nè. Quá đẹp cho một con cọp. Không còn gì bàn nữa. Đây, gầm mâm nè. Đến nỗi đây là cái tăm bua nè, mà chưa tỉa sơn luôn nha. Đúng sơn zin em cam kết, đúng sơn zin luôn, chưa tỉa sơn nha. Mâm xe nè. Đó, qua năm tháng sử dụng thì có một vết xước dầm dầm thôi. Cực kỳ đẹp, keo sùng chỉ của xe nè. Thấy chưa? Quý anh nè, không mục mọt nha. Không mục mọt nha quý cô bác chị nha. Đó, thấy chưa? Đẹp tuyệt vời, chưa dặm một giọt sơn nào vào. Lớp khá là dày. Đấy, đây là phía sau của mẫu xe Innova 2012 phiên bản E. Đấy, xe thì lên được cái đồ chơi giáp biển số thôi, sấy gương. Đó, đẹp chưa? Gầm bể của xe, cái góc quay này các em thấy không? Tem mát đầy đủ nè. Rồi, cái này bên em chưa rải, chưa rửa, chưa tẩy đâu nha. Cái này là khách hàng mua là em cho tẩy gầm cho nhà mình luôn. Đấy, đây là thuần một chiếc xe mập mua ở nhà dân về, chưa qua bàn tay của tẩy rửa dọn dẹp đó của các nhà dọn nội thất, chưa gì hết luôn. Mua về là có xe quay vậy, em sẽ cho đi làm đẹp sau đó, vì nó quá đẹp rồi, cần gì làm nữa. Đấy, mình sẽ làm sau đó, làm xe sở thích của khách hàng. Thấy chưa? Sơn zin tăm bua nè, chưa tỉa luôn nè. Đấy, thấy chưa? Không lẫn lộn rỉ sét hột sơn nào vô đây nha, keo sùng chỉ là miễn bàn nha quý vị nha. Rồi, tay cửa mẹ chrome. Đẹp chưa? Gai vân của xe nè. Đó. Quá chuẩn luôn. Bên em trường rất bán, chị bán toàn xe đẹp thôi nha quý cô bác anh chị nha. Bên em bán không, bên em không nhận em bán rẻ hay là vấn đề ở đây em không nói bán cao, bán thấp, bán rẻ, bán mắc, mà em chỉ bán cái giá trị với chất lượng, đồng tiền đi đôi với chất lượng thôi. Quý hàng cứ yên tâm, bên em tiền nào của đó. Đó, chứ không có có xe báo vậy luôn. Quý khách hàng yên tâm, những khách hàng nào đã đến và mua xe của em trường xin bình luận dưới video để cho bên khách hàng ở xe có độ thêm độ tin tưởng để mua xe. Tay cửa nè, chưa có mòn, chưa có gì. Đây, sàn da nè, ghế nè, cửa nè, đẹp ngất ngay luôn nha. Đấy, thấy chưa? Xe nói chung chủ xe tâm linh lắm, bỏ tỏi đồ vô nữa nè, thấy chưa? Nói chung cũng hơi bị tâm linh luôn. Lóc cửa nè, tay cửa chrome nè, sáng tròn nè, chưa một vết xước luôn nè. Nói chung trung niên nè, những chữ nè, lóc cửa nè, auto đồ là đủ hết. Chế độ bạn em ăn đủ là gương auto một chạm, nhấn nút là gương tự xuống nha. Nè, đó, gai vân nè, thấy chưa? Đẹp miễn bàn. Rồi, vô lăng, vô lăng. Quý khách hàng nhìn giùm em, vô lăng. Đó, zin theo xe chưa? Zin theo xe chưa cả nhà? Một con cọp giữa lòng Tây Nguyên. Tây Nguyên xuống núi để có mặt tại Dĩ An, Bình Dương. Của khách hàng nào đúng chân thì chốt ngay em này. Xe cực kỳ đẹp, không còn gì đã bàn. Về đây xin mời nhà mình nổ máy. Xe chuẩn đồng hồ đi 16 vạn bao chiếc test toàn quốc. Vừa rồi em đang nổ máy luôn. Đấy, thấy chưa? Đẹp từng chi tiết luôn. Đây nè,
Sơn Vinh. Vinh thì kẻ xe đời 2012 đây nha kẻ nhà. Ốc nè, một con vít cũng chưa mở luôn chứ đừng nói một con ốc. Quẹo vô lăng cực kỳ uy tín luôn. Thấy chưa? Và mẫu này bên em chào bán với giá là 335 triệu đồng cho một con cọp Tây Nguyên vừa xuống núi. Rồi, đẹp chưa? Lốp nè, dày cui 011. Vâng, em xin mời tất cả quý bác cùng em theo quan khoang máy. Thì đối với dòng Toyota Innoware thì trang bị động cơ là 2.0 4 máy. Đối với dòng mẫu xe này, bên em cam kết 100% máy zin, chưa động một con tán. Cái thứ hai, ốc vàng cò chưa ra. Đó, đẳng cấp chưa quý vị? Và cái thứ ba, ốc cable chưa tháo. Đây, ốc cable chưa tháo luôn. Đúng zin chưa? Đó, keo sùng chỉ là miễn bàn. Miễn bàn nha quý vị. Bên em cam kết không đâm đụng mà. Của khách hàng nào phát hiện mẫu xe này đâm ve hay là như thế nào, sai lời em cam kết em sẽ gửi ngay. Đây ốc cable đây. Thầy thợ nào mà vào xem giùm em, ốc này mà nó tháo rồi lại mất ngay 50 triệu là 100 triệu em vẫn chơi nè. Đó, thấy chưa? Đấy khung dàn của xe nè, thấy chưa? Không lệch một cái gì nha. Đây, của khách hàng nào mà nói mẫu xe này mà thợ thầy, em bao thợ thầy toàn quốc luôn. Đó, thích gara nào thì cứ vô gara đó, em chấp hết luôn. Đấy, có lỗi là bù tiền ngay. Phanh ABS nè, chống phanh bỏ cứng nè. Máy móc đang nổ nè, đang bật máy lạnh luôn nha. Máy móc zin theo xe nè. Máy móc đang nổ thì thầm cực kỳ sạch sẽ và đẹp nè. Đây là máy zin nha quý vị, chưa tẩy rửa luôn. Cho quý vị xem cây gan của máy nè. Sạch sẽ sáng bóng chưa? Một con ốc cũng chưa vặn luôn chứ đừng có nói cái gì hết. Thấy chưa? Đó, máy móc zin chưa? Đó. Rồi, quý khách hàng nào vô tình xem được kênh của em Trường, xin cho em Trường một nút đăng ký kênh, một nút quẹt chuông và một nút like để tạo để cho em có động lực quay những cái video clip tiếp theo. Em sẽ muốn mang những cái sản phẩm tốt nhất cho đến tay người tiêu dùng, mà em xin hứa sẽ bán những cái giá rất là êm luôn. Rồi, quý khách hàng nhớ đăng ký kênh nha, đăng ký kênh của em rồi khi đến mua xe em giảm ngay 2 đến 5 triệu. Nha quý khách hàng và các bạn.